Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thể thấy đây là phần loa trong, loa nghe gọi của điện thoại Moto E4 Plus. Phần loa ngoài của E4 Plus thì nằm ở phía cuối đuôi máy như này. Khi quý vị bạn gặp lỗi, sự cố liên quan đến phần loa trong, loa ngoài của điện thoại Motorola E4 Plus không nghe được, nghe nhỏ, nghe rè, nghe chập chờn lúc không, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 750 99, di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa điện thoại Motorola E4 Plus hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi có mọi loại linh kiện trên điện thoại Motorola E4 Plus nói chung và phần loa ngoài, loa trong của E4 Plus nói riêng thay mới với các bạn. Quý các bạn chỉ cần mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới, khắc phục các lỗi sự cố liên quan đến loa trong, loa ngoài của Motorola E4 Plus cho quý các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ 024 66 750 99. Xin cảm ơn quý vị các bạn.